Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên, mùng 2 tháng 7, 2021. Ông mẹ một màu ngát xanh như mây trời che cơn nắng hạ. Ông mẹ một màu ngát xanh cho đời con thêm hy vọng sống. Ông mẹ mở rộng thênh thang cho đoàn con qua cơn giá lạnh. Ông mẹ như dòng sông xanh đưa đoàn con xuôi bên về nguồn. Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên, mùng 2 tháng 7, 2021. Thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu bước vào tháng 7 và hôm nay là ngày thứ 6 đầu tháng. Mỗi ngày thứ 6, nhất là thứ 6 đầu tháng, mời anh chị em chúng ta cùng hướng lên Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, với chuỗi lòng thương xót giờ kinh 3 giờ chiều. Khẩn nài Chúa xót thương thế giới, đặc biệt là những nước, trong số đó có Việt Nam, và tại Việt Nam thì tại thành phố Sài Gòn đang bị nhiễm virus corona rất là nặng. Người dân đang rất là khốn khổ. Xin Chúa có lời truyền bậc cầu của mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II cất đi cơn đại dịch đang bao trùm trên Việt Nam và toàn thế giới. Và mỗi ngày thứ sáu chúng ta nhớ cầu nguyện cho những người tội lỗi, những người đang dính vào những tệ nạn xã hội, đặc biệt là trong mùa bóng đá Euro này, cho họ được ơn giải thoát khỏi tất cả quyền lực của ma quỷ suy giữ thống trị. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Bài đọc 1:50 trích trong sách Sáng Thế, chương 23, câu 1 đến câu 4, câu 19, chương 24, câu 1 đến câu 8, câu 62 đến câu 67. Bài trích sách Sáng Thế, bà Sarah sống được 127 tuổi. Đó là những năm bà Sarah đã sống. Bà Sarah qua đời tại Kiryat Arba, tức là Hebron, trong đất Canaan. Ông Abraham đến làm lễ chôn cất bà và than khóc bà. Ông đứng dậy để người chết đó và nói với con cái ông Khết rằng: "Tôi là ngoại kiều và là người khách ở giữa các ông. Xin các ông nhượng cho tôi một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông để tôi đem người chết của tôi đi chôn." Sau đó ông Abraham chôn bà Sarah vợ ông trong hang của cánh đồng Macpela đối diện với Mamre, tức là Hebron tại đất Canaan. Ông Abraham đã già nuôi tuổi tác và Đức Chúa đã chúc phúc cho ông Abraham trong mọi sự. Ông Abraham bảo người lão bộc sống lâu năm nhất trong nhà ông và cũng là người quản lý mọi tài sản của ông: "Chú hãy đặt tay dưới đùi tôi và tôi xin chú nhân danh Đức Chúa là Chúa trời đất mà thề rằng chú sẽ không cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gái xứ Canaan nơi tôi đang sống. Nhưng chú sẽ về quê tôi đến với họ hàng tôi mà cưới cho con tôi là và cưới vợ cho con tôi là Isaac." Người lão bộc thưa với ông: "Có thể người đàn bà ấy không chịu đi theo tôi về đất này. Vậy tôi có phải đưa cậu con trai ông về đất mà từ đó ông đã ra đi không?" Ông Abraham bảo người ấy: "Coi chừng đừng có đưa con trai tôi về đó. Đức Chúa là Chúa Trời, đấng đã đưa tôi ra khỏi nhà cha tôi, khỏi quê hương tôi. Đấng đã phán với tôi và thề với tôi rằng ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Chính người sẽ sai sứ thần người đi trước mặt chú để từ nơi đó chú cưới vợ về cho con tôi. Nếu người đàn bà không chịu đi theo chú thì chú không còn buộc phải giữ lời thề với tôi nữa. Nhưng dù sao cũng đừng đưa con tôi về đó." Sau một thời gian đầu, cậu Isaac đã bỏ vùng giếng
La-khai-ru-i và đến ở trong miền Negev. Hôm ấy Isaac ra ngoài đồng dọn mát lúc chiều tà. Ngước mắt lên, cậu thấy một bầy lạc đà đang tiến đến. Cùng lúc đó, cô Rebecca thấy cậu Isaac từ trên lưng lạc đà. Cô bèn nhảy xuống và hỏi người lá bộc: "Người đang đi ngoài đồng tiến về phía chúng ta là ai vậy?" Người lão bộc trả lời: "Chủ tôi đấy." Cô bèn lấy chiếc khăn che mặt. Người lão bộc thưa lại với cậu Isaac tất cả những gì ông đã làm. Cậu Isaac đưa cô Rebecca vào lều của bà Sarah mẹ cậu. Cậu lấy cô làm vợ. Cậu yêu thương cô và khuây khỏa được nỗi buồn mất mẹ. Đó là lời Chúa. Mời anh chăm lặp lại câu đáp: "Hãy ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ." Hãy ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa, sẽ công bố mọi câu tán tụng Người. Hãy ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Hạnh phúc thay người giữ đức công minh và hằng thực thi điều chính trực. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Xin cho con được thay tỏ tường phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, để chúng con được vui niềm vui dân Chúa và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9, câu 9 đến câu 13. Matthew 9, 9 đến 13. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, câu hỏi mà tôi vẫn thường hay hỏi khi giảng tĩnh tâm, khi đi làm lòng Chúa thương xót chỗ ít người cũng như chỗ đông người, có khi tới 50.000 người, câu hỏi đó là: "Ai trong anh chị em là những người vô tội?" Giơ tay. Nhà thờ không ai giơ tay cả. Không ai dám giơ tay cả. Vì ai dám cho mình là người vô tội? Có ai không? Anh chị em bảo: "Ủa sao cha cũng không giơ tay à?" Bảo: "Vì tôi cũng là tội nhân vậy." Mà người đứng đầu của Hội Thánh Công Giáo, Đức Thánh Cha đấy, Đức Thánh Cha đấy, Đức Thánh Cha Francisco bây giờ đấy, luôn luôn nhắc đi nhắc lại là: "Chúng ta tất cả đều là tội nhân và tôi cũng là tội nhân." Luôn luôn kết bằng câu: "Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi một tội nhân." Và chỉ khi nào mình cảm nhận được mình là kẻ có tội mà được Chúa xót thương,
Lúc đó mình mới biết được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Lúc đó mình mới thấy rằng là Chúa nói tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Mà lời kêu gọi ngày hôm nay Chúa kêu gọi ai? Ông Matthew. Ông Matthew người thu thuế. Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi, follow me, hãy theo tôi. Như Chúa đã nói với các tông đồ, lời gọi như ông Phêrô, Giacôbê, Gioan đang ngồi đánh cá, hãy theo tôi. Họ bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Hôm nay Chúa gặp Matthew, Chúa cũng lặp lại lời đó, hãy theo tôi, follow me. Và Matthew đứng dậy đi theo Chúa. Mỗi người chúng ta suy nghĩ về ơn gọi của mình, nhất là anh chị em là những người đi vào con đường lòng Chúa thương xót. Anh, bạn, chị, bác, mỗi người tự hỏi coi, mình đi vào con đường lòng Chúa thương xót, mình làm tông đồ lòng Chúa thương xót, mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mình đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Vậy thì mình thử hỏi coi cái ơn gọi mà Chúa gọi mình bắt đầu như thế nào. Trước mặt tôi là một anh bạn. Nhìn vào anh thì người ta sợ lắm. Đen xì, tay xâm trổ đầy mình hết. Anh đến với tôi, đeo chẳng chuỗi, tay cũng một chẳng chuỗi nữa, nói anh biết đến lòng Chúa thương xót như thế nào, Chúa gọi anh hãy theo tôi như thế nào, kể tôi nghe. Anh nói con đến lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ có dịp để ngồi chia sẻ với cha, kể chuyện đời của con, nhật ký đời tôi. Ngược thời gian trở về quá khứ, phút giây chặn lòng, phải rất chạy lòng. Khi mà nghe cái câu chuyện cuộc đời của anh ấy, các anh chị có muốn nghe câu chuyện đó không? Kể anh chị nghe câu chuyện của một người. Thưa cha, con bắt đầu chơi ma túy và đi giang hồ từ năm 12 tuổi. Trong gia đình con có mấy anh em trai, 5-6 anh em trai thì hết 3-4 đứa nó đi theo con, dính vào ma túy hết trơn. 12 tuổi con đã làm đại ca rồi, đại ca lắm, nhỏ nhỏ. Rồi cứ lớn dần theo đường phố, luật hè phố, đâm thuê, chém mướn, cướp giật, băng đảng, đủ hết. Và con tụ tập dưới trướng con một số đàn em, và để lên làm đại ca của nó thì con phải đổ máu nhiều lần, những cuộc chiến với chúng nó và những cuộc chiến với những băng đảng khác. Lúc đó còn nổi cộm như là một đại ca đường phố, có biệt danh đoàn hoàng. Tạm không nói tên của anh ấy ra thì để tôn trọng cái đời tư của anh. Đại khái gọi anh tên là một cái tên nào đó thì giống như năm cam hay là bà búa hay là bảy lư xe hay là bốn bù lon gì đi. Nó có biệt danh hết. Thì anh ta suốt từ năm 12 tuổi cho đến khi 17 tuổi vẫn cứ tiếp tục như vậy và dính thêm một cái là ma túy. Tại vì cờ bạc, rượu, chè, trai gái có đủ hết rồi. Tứ đổ tường con không thiếu cái món gì cả. Và từ khi dính vào ma túy như vậy thì càng phải đi trộm cắp nhiều hơn để mà có tiền mà mua đồ về mà chơi. Chơi đủ thứ hết, từ hút rồi đến chích, rồi đến hàng đá. Mà khi vô tới hàng đá rồi làm con người của nó không còn là người nữa. Mình bị ảo tưởng rồi hoang tưởng. Khủng khiếp lắm. Có những đứa mà nó bị hoang tưởng
chơi hàng đá xong rồi nó cứ lấy giũa, nó giũa móng tay của nó. Mặc dù cái móng tay của nó là cắt gọn sạch sẽ rồi, nhưng mà nó cứ giũa, giũa đến mức độ mà không còn cái móng tay nào nữa, máu chật ra, mà nó vẫn cứ giũa như thế. Rồi bản thân anh ta thì, anh ta có cái cây sắt, cứ cho vào răng, nãy cái răng hàm mình ra. Anh chị em tưởng tượng là mình bị cái răng sâu mà đi nha sĩ, người ta lấy cái răng nó ra nó đau như thế nào. Còn đây là cái răng còn nguyên chưa sao cả, nhưng mà cứ cho cây sắt rồi nạy dần, nạy dần, nạy dần để cái răng nó rớt ra. Máu te tua mà anh không thấy gì cả. Mà nó phải sướng, nó phải hoang tưởng. Rồi có đứa thì lấy dao cắt cổ mình, tự tử. Trong lúc đầu mình toàn nghe cái gì đâu không. Nó như là bị ma quỷ nó làm chủ mình. Anh ấy nói như vậy. Cha mẹ tìm mọi cách mà không cách chi mà để cho đứa con mình nó quay trở về. Không nghĩ nó không quay trở về, nó còn lôi kéo theo ba đứa em. Còn lôi theo ba đứa em của con đi theo. Đứa nào cũng dính hết. Có đứa cả hai vợ chồng. Rồi vô trại cải tạo, đi vào tù ra khám như cơm bữa. Công an nhìn mặt chúng con là nó quen quá rồi. Đến khi mà một bữa kia thì một cái thằng bạn của con cũng cùng băng đảng. Cái thằng ấy nó được một người hàng xóm, nó cũng ăn chơi con gì đó, bên tám lạng, bên nửa cân gì đại khái như vậy, bên cũng 50-50 với nhau, hết với nhau. Thì nó đưa con một cái máy lòng thương xót Chúa. Con bảo cái này là cái gì? Nó bảo là người hàng xóm, cái ông hàng xóm, ông đi xuống cái điểm tin mừng, được ông cha Long tặng cho cái này. Rồi dặn là nếu về mà có những em nào mà hoang đàng, tội lỗi, xì em ma túy thì ông linh lang làm quen rồi giới thiệu tặng cho nó. Bảo nó nghe thử. Thì nó bảo con là nó nghe rồi. Nó thấy, nói đây lòng thương xót Chúa lạ lắm. Nó có cái gì đó nó đang đánh động tâm hồn nó. Mà nó muốn đưa con nghe để coi như thế nào. Nhưng mà lúc đó con đang đưa tiền hay đưa xì ke ma túy thì con chộp lấy như là chộp vàng. Chứ còn đưa cái máy này lòng Chúa thương xót, con đã bỏ lễ thờ từ năm 12 tuổi rồi cơ mà. Chúa mẹ kinh kệ gì nữa đâu. Mặc dù gia đình con là đạo gốc, con có tiếng ở trong giáo xứ. Thế thì cầm cái máy này con không nghe. Cầm cho nó bạn con nó vui thôi. Nhưng mà ngày nào bạn con nó cứ hỏi là mày nghe chưa, mày nghe chưa, hay lắm. Ta đang được biến đổi lạ lắm. Thôi thì nể bạn với lại tò mò coi nó có cái gì. Nhưng mà về nhà mà con cầm con nghe thì bố mẹ con hay là anh chị em nó sẽ cười, nó bảo thằng này hôm nay chắc lên nó làm thánh này. Cho nên con ngại. Con mới chui vào trong cái mền, chùm lại xong rồi mở nghe thử. Tò mò với lại nể bạn nghe thử có cái gì đấy. Mà lại xấu hổ với chính những anh chị em của mình bảo hay thằng này hôm nay nó dở chứng gì đây. Hoang tưởng nữa chăng? Cho nên con nghe. Nghe tí. Rồi cứ dần. Nghe xong rồi thì con thấy con phải đi tìm coi cái chỗ này nó ở đâu. Thì con nói với anh hai của con. Mà anh con lúc đó thì thưa cha là anh ấy cũng đang là bị khủng hoảng đức tin. Anh thì không dính xì ke ma túy nhưng mà làm ăn thất bại. Thực sự ra thì anh làm ăn cũng thành công lắm. Nhưng mà anh làm bao nhiêu thì con sơi hết bấy nhiêu. Tụi con trộm ăn cắp xin xỏ vì để lấy tiền đi chích xì ke. Một mình anh với vợ anh hay vợ chồng gồng cho 4 thằng con xì ke thì làm sao chịu nổi. Mà anh cầu nguyện, anh khấn khứa mãi rồi nhờ hết cha này cha nọ. Dòng này đến nhà dòng kia mà tụi con cứ chơi ra như vậy nó còn tệ hơn. Thì anh ấy nản quá, anh cũng mất luôn cả đức tin này. Rồi tụi con cứ đòi bảo cho con đến cái điểm tin mừng, đến cái chỗ mà có cái giảng này này. Anh ấy bảo thôi, ở đâu chẳng có Chúa, đi làm cái gì. Mày có đi dời đến dời mà cũng thế thôi. Mẹ đã khấn hết đức mẹ này đến chỗ này chỗ kia đi khắp rồi cả chục năm nay rồi chứ ít gì. Thậm chí mẹ con còn hơn là cả Monica nữa, khóc. Monica thì chỉ có mỗi ông Agustino. Agustino là hoang đàng mà cũng không dính xì ke ma túy, không có chém giết như chúng con. Trên bà Monica bà khóc chắc cũng khóc có 50 thôi, mẹ con phải khóc 100. Thì 4 thằng con, rồi ông chồng, bố con thấy vậy cũng chán quá, cũng bỏ đi luôn cả 20 năm. Mình mẹ con gồng gánh, một lũ con hoang đàng, chứ không phải một mình Agustino. Agustino đâu có xì ke,
đâu có giết người, đâu có cái chỉ có ăn chơi rồi có tí với vợ nó con kia tí, con rơi con rớt tí, còn con thì thôi không. Thế thì con cứ đòi phải đi, không cho đi là con khùng điên lên. Cuối cùng anh con phải thuê một chiếc xe cho con đi. Mà khi đi đến nơi, con không biết một cái gì nó xảy đến. Con thấy bao nhiêu người, trong đó có những thanh niên như con, họ quỳ, họ giang tay, họ đọc cái kinh gì đó, cái gì vì cuộc khổ nạn. Sau này con biết là Chúa lòng thương xót, chứ con không biết. Con bỏ kinh lâu quá rồi. Thế thì con đến, con thấy như vậy, tự nhiên nước mắt con nó cứ trào ra. Không biết cái gì. Chả biết là con có bao giờ khóc bao giờ. Chưa bao giờ đổ nước mắt từ năm 12 tuổi mà. Nó chai, nó lì hết rồi. Mà tự nhiên lúc đó cái trái tim của con nó rung động kỳ lạ lắm. Mà không biết nước mắt ở đâu nó cứ chảy ra. Tất cả một dòng người họ cứ giang theo cùng. Trời nắng chang chang, lúc đó 3 giờ nắng. Con thấy cha đứng tít xa đang đọc kinh lần chuỗi rồi đặt mình thánh chúa rồi chung cô gì đó. Thấy đông lắm mà nắng lắm. Mà tự nhiên nước mắt con cứ trào ra như vậy. Rồi từ đó con xin nhà con, gia đình con cố gắng tổ chức cho con đi, cho chúng con đi, mấy anh em đi với nhau. Và sau một tháng trời như vậy, con thấy Chúa đã sờ chạm đến con. Lần đầu tiên trong cuộc đời con biết cái sự ăn năn hối hận là cái gì. Bao nhiêu người khuyên, bao nhiêu nước mắt, không ai làm gì được con hết. Nó càng tệ hơn được khác. Nhưng mà từ đó con mới thấy được có cái gì đó mình hơi sai sai thì phải. Có cái gì đó mà nó cứ đánh đập con. Về con không có giấu giếm nữa, con mở cho cả nhà con nghe. Cả nhà con nghe, lòng Chúa thương xót. Lúc đó mẹ con mới biết, rồi anh chị em con mới biết. Rồi cứ như vậy đến dần dần. Rồi khi mà con thấy cả hàng dài người xếp hàng, cả chục tòa giải tội mà hàng dài, họ đứng có khi 3 tiếng đồng hồ mới tới phiên để xưng tội. Nắng, mưa, đủ thứ, người ta vẫn cứ kiên trì như thế. Trời mưa, trời nắng đối với họ dường như là nó không ảnh hưởng nhiều, vì họ có một cái gì đó cuốn hút mạnh hơn. Nó chật quá chẳng chạy đâu được. Mưa họ cũng lấy dù che, 3-4 người ngồi che với nhau, lấy cái áo mưa dưa cao lên rồi đứng dưới đó mưa mà lần hẳn. Thì còn những cái đó nó tác động người con rất là nhiều. Mà đông như thế mà người ta không có cãi nhau, không có chen lấn, cứ lần chuỗi như vậy. Cứ lần chuỗi đọc kinh rồi thánh lễ rồi trai giảng rồi lễ xong rồi ở lại. Con thấy họ đến 9-10 giờ tối họ mới về. Có cái gì đó kỳ lạ lắm. Cho nên là con mới quyết định là mình thử coi trở về có như thế nào. Rồi khi mà được Chúa biến đổi con, thì lúc đó con rủ mấy em con, rồi con rủ nguyên cái băng mà đi với con, đàn em 20-30 đứa đến nhà. Anh con hoảng quá, thấy gì mà đông quá đến như thế này, toàn thằng nào cũng xông chỗ đầu mà đầu trộm đuôi cướp thế này. Hàng xóm nhìn sợ quá, gặp tụi con đâu là họ cứ bỏ chạy thôi. Giống như là những người mà thu thuế mà và tội lỗi kéo đến với Đức Chúa Giêsu, thì những người Pharisêu và môn đệ, tại sao thầy các anh lại ăn uống với quân thu thuế và tội lỗi như thế? Thì chúng con đi đâu người ta cũng nhìn chúng con chỉ là những kẻ xì ke ma túy tội lỗi thôi. Thì có nhóm đọc kinh lần chuỗi thì con xin tham gia đọc kinh. Mấy bà bảo không được. Tại vì tụi con đọc kinh cái nó cứ về quả khó nạn, đọc kinh to mà nó hùng hùng hổ hổ. Còn họ kia về quả khó nạn đau thương, họ không có chịu được. Thế thì anh con mới bảo thôi, nếu họ không chấp nhận mình thì mình ở nhà mình làm với nhau vậy. Tụi con ở nhà làm rồi với thằng bạn Nguyên Băng nó đến 30 thằng cầu nguyện. Mà cứ từ đó nó đến giáo điểm hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng. Và Chúa ban ơn làm cho chúng con dần dần cai được xì ke ma túy. Đó là điều mà con không ngờ, không tưởng tượng được. Vì cháu biết là khi mà con lấy vợ, thì vợ con lúc mới có 17 tuổi. Mà nhìn con lúc đó như là một đại ca, cho nên là vợ con mê say. Dáng dấp của một tay anh hùng đại ca. Nên bố mẹ vợ con đâu chấp nhận. Nhưng mà vợ con cứ nhất định không cho cưới. Cuối cùng
cha có biết tụi con làm gì để bắt bố mẹ con phải cưới không? Và mới tự tử, bảo không ngu gì tự tử, con làm cho vợ con có bầu. 17 tuổi có bầu, bố mẹ vợ phải cho cưới thôi, không cưới thì nó xấu hổ. Thế là làm đám cưới. Rồi vợ con nó mê con là vì cái tính anh hùng đó. Mà đâu biết, yêu cuồng sống vội mà, con vậy. Thì hai đứa cứ quấn quýt với nhau mà ăn chơi rồi thứ biết gì đâu. Cứ con lôi được cả vợ con đến với Chúa. Và khi mà quay trở về với Chúa như vậy, Chúa làm cho chúng con mỗi ngày, mỗi nghe như là lời gọi mời gọi của Matthew là hãy theo ta. Từ đó chúng con bị lòng Chúa thương xót quấn hút. Hồi xưa ma túy nó quấn hút con như thế nào thì bây giờ lòng thương xót Chúa quấn hút con mạnh hơn như thế đó. Và cái sức mạnh vô hình đó chiến thắng được kẻ thù vô hình là ma quỷ. Chúng con dứt ra khỏi, làm cho mẹ con cũng ngạc nhiên vô cùng. Mẹ con mừng mà không tin được rằng đó là sự thật. Tưởng là con lại bày trò ra như mọi lần con hay bày trò để kiếm tiền. Ăn năn toàn nước mắt cá sấu mà. Nhưng mà lần này mẹ con thấy con quỳ lần chuỗi, ngạc nhiên lắm. Mừng, khóc. Rồi mấy thằng bạn con nó từ đó cứ vậy thành lập một cái nhóm lần chuỗi. Và nhờ đó mà nhiều bạn trẻ khác, nhất là nhóm xì ke ma túy, được ơn quay trở lại. Câu chuyện của con dài lắm, nó là chuyện dài nhiều tập. Nhưng mà hôm nay con đến con nói với cha để cha biết rằng tại sao mà con đến với lòng Chúa thương xót. Đó là một ơn gọi, đó là một lời mời gọi. Follow me, hãy theo ta. Lời mời gọi qua cái máy này. Có một cái thằng bạn, mà một cái ông hàng xóm cho thằng bạn nó giới thiệu cho con. Và từ đó con cũng đi giới thiệu cho những người khác, nhất là những thằng bạn của con, những thằng hoang đảng. Và cha biết là nhiều thằng nó được ơn trở lại, nhất là những cái thằng mà nó không có đạo. Nó lạ cái chỗ đó, những thằng không có đạo. Cha biết có cả một cái con bạn, nó là cô giáo, mà bị chồng nó xì ke, rồi nó dính tới 7 năm trời. 7 năm trời rồi gia đình cũng chả cái gì được. Mẹ nó lại là một cô giáo, một cô trường chuyên môn trị những đứa mà bất trị. Mà bây giờ gặp cái con của mình như vậy mà mình không trị được. Mình trị được những đứa bất trị mà con của mình thì mình không trị được. Rồi nó mới đi lên Sài Gòn. Nó ăn chơi, nó làm đủ mọi thứ để có tiền nó trích. Mà dân trích thì dễ gặp nhau lắm. Tụi con quen nhau là vì trích vậy thôi. Rồi con mới đưa nó về. Đưa nó về rồi nó nhìn tụi con một lần chuỗi thì mắt hơi trợn trừng lên. Nó kinh lắm, nó dích lắm. Lúc nó lên cơn thằng nào cũng sợ nó. Nhưng mà rồi mỗi lần tụi con đọc kinh nó cứ mon men lại gần. Ấy thế mà lại con lại bày trò cho nó nghe này, máy giảng này. Cái con đó từ từ nó được ơn hoán cải. Nó bỏ được sự ghê ma túy. Nó quay trở về, mẹ nó mừng vô cùng. Như là con tôi đã chết mà đã sống lại, đã mất mà nay đã tìm thấy. Cuối cùng cho biết sao không? Bảo chuyện gì xảy ra với nó. Không những nó không có dính xì ke, hết được xì ke, mà nó còn xin học đạo. Và nó mới được rửa tội đó thưa cha. Tôi còn mới đi dự đám rửa tội của nó. Cha thấy không? Cái điều đó lạ lùng lắm. Nhiều khi chúng con nói ra như là một cái chuyện hoang đường, hoang tưởng. Nhiều khi chúng con nói ra, người ta không tin rằng là lòng thương xót Chúa lại có thể làm được cái chuyện đó. Mà họ quên rằng ngày hôm nay, thưa anh chị em, ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Nhất là bây giờ virus corona ai cũng sợ. Bây giờ người ta sống trong tình trạng hoang mang hoảng sợ. Hoảng sợ vì tất cả đều là những bệnh nhân mà không có thầy thuốc nào chữa được hết. Virus corona là chỉ có ngừa thôi, chứ đâu có chữa được. Ai dính vào rồi thì chỉ có là tẩm bổ rồi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng rồi thì vô nước, vô thuốc, các thứ. Đã có thuốc nào mà gọi là chữa hay là trị được cái thằng virus corona đâu. Không biết là cái thằng hay cái con nữa. Chắc là... rồi có nơi thì làm ngay một cái hình corona gọi là làm
đền thờ thần Corona. Hoảng quá, sợ quá, tôi nói lên làm thần luôn. Không trị được nó thì bây giờ tôi nói làm thần. Người ta đến ta khấn vái xin thần Corona cứu chữa. Anh chị em thấy khủng như vậy đó. Ta hoảng sợ như vậy đó. Thì tất cả những người đau ốm cần đến thầy thuốc, hỏi anh chị em, ai ở đây mà không đau ốm giơ tay coi. Có ai dám giơ tay không? Đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, ho. Bây giờ ho lại chết đấy nha. Bây giờ mà ho cái là nó bỏ nó chạy. Ho bỏ nó chạy. Cho nên mới kể câu chuyện là cái cô ấy, cô ấy bị virus corona rồi cô ấy cách ly mình. Tự cách ly trong nhà mình. Thì cái tên hàng xóm xấu thấy là cô này ở nhà có mình đẹp dễ thương, cho nên là nổi máu ghê, đến tính để mà hãm hiếp cô ấy, chiếm đoạt cô ấy. Anh chàng ta leo cửa sổ vô, rồi vô trộm lấy cô ấy. Cô dãy dụa, anh chàng ta cứ nhất định đòi phải cưỡng hiếp cô ấy. Cuối cùng van xin không được, năn nỉ cũng không được, mà làm gì cũng không được. Nói được rồi, bị anh muốn phải không? Tôi báo cho anh biết là tôi dương tính với Corona. Hoảng quá thôi, bỏ chạy, leo cửa chạy luôn. Nhờ Corona mà thoát nạn. Thì thưa anh chị em, bây giờ người ta bị hoang mang hoảng sợ. Không biết ai là người bị nhiễm. Tôi gặp anh, tôi cũng không dám gặp anh. Vì không biết là tôi lây cho anh hay anh lây cho tôi. Vì đến cái tình trạng này như vậy. Vì thế mà chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa rằng chúng con đang cần đến Chúa là thầy thuốc. Không ai có thể cứu chữa được chúng con hết. Bây giờ cả thành phố, cả nước, mọi người trên thế giới đều hoảng loạn hết rồi. Nguyên một nhóm bác sĩ bên Ấn Độ, nguyên một nhóm bác sĩ chích ngừa mà bị dính Corona hết. Vậy là sao? Rồi có cái anh nhân viên ở trong bệnh viện chích xong người ta không biết, đẻ ra chích lần thứ hai, chích hai lần mà vẫn bị nhiễm, vẫn dương tính với Corona là sao? Rồi từ thủ tướng đến công chúa, bà hoàng, tổng thống dính Corona. Dính là dính, họ là cái người có đầy đủ mọi phương tiện để bảo vệ họ, đúng không? Vậy mà họ vẫn dính. Còn tôi đi đường thấy những người ăn xin, những người mà hành khất lê lết đường, có khẩu trang khẩu trước gì đâu mà chẳng Corona coronel gì cả. Vậy thì là cái gì? Cho nên chúng ta mới thấy được rằng cái sự bất lực của con người trước sự dữ, trước ốm đau bệnh tật, trước sự chết. Quyền lực của ma quỷ dữ nó đang muốn thống trị thế giới này. Nó làm cho con người hoảng sợ mà đi tôn thờ thần Corona. Vì không làm gì được nên tôn làm thần. Mà người ta quên rằng có một đấng đầy quyền năng. Đấng ấy nói rằng là người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi. Và ai về học cho biết câu này, ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Mình đưa lễ tế, đưa dâng nhà thờ, dâng cúng cái này, dâng cúng cái kia. Mình cứ nghĩ rằng cái đó là tốt, đó là hay. Cái đó là tốt là hay nếu nó phát xuất từ tấm lòng. Còn nếu mà phát xuất từ háo danh, khoe mã để được tôn vinh, để được ghi tên bảng vàng, để được gọi là ân nhân, để được gọi là nhà tài trợ, vân vân vân. Những của lễ đó đối với Chúa vô ích hết, không nghĩa lý gì cả. Có thể người đời, có cả ngay trong đạo như vậy, nhưng mà vẫn bị cái tính đời. Dù là người đạo, trong đạo, nhưng mà vẫn bị tính đời nó xâm nhập vô. Nó làm cho mình tôn vinh nhau mà không tôn vinh Thiên Chúa, chỉ thích của lễ thôi, chả cần tấm lòng, chả cần tấm lòng. Và mình đến với Chúa mình cũng nghĩ rằng là tôi có của lễ tôi dâng Chúa vậy là được rồi, chả cần tấm lòng. Cho nên mình đến mình dâng lễ, mình đến mình cầu nguyện đủ mọi thứ hết, nhưng nếu không có phát xuất từ tấm lòng theo đều vô ích hết. Còn nếu tôi chẳng có gì để dâng, thậm chí Chúa nói Phô-sê-na, còn một thứ con chưa dâng cho cha. Lạy Chúa, con dâng Chúa hết rồi, con đâu có giữ gì cho Chúa. Con gì nữa? Còn cái tội lỗi của con, cái khốn nạn, khốn cùng của con ta, sao con không dâng cho cha? Con để làm cái gì? Thưa Chúa, đây là cái khốn cùng. Chúa là đấng thánh thiện mà con là kẻ tội lỗi khốn cùng, con dâng cho Chúa cái gì?
ta đến để kêu gọi kẻ tội lỗi chứ không phải người công chính. Ta cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Của lễ bên ngoài này không nghĩa là gì mà cần tấm lòng. Lạy Chúa, đây là tấm lòng tan nát khiêm cung tội lỗi của con, yêu đau bệnh tật của con, xin dâng lên cho Chúa. Tại sao không dâng? Để làm cái gì? Để làm cái gì? Có người đi cũng có mặt cảm, con Chúa, con nghèo lắm, con chẳng có gì dâng cho Chúa. Sai rồi. Trời ơi, người ta có của rồi, người ta đi lên, người ta làm ân nhân, làm nhà tài trợ, chứ còn chúng con thấp cổ bé miệng, nghèo hèn khốn cùng này thì cái gì? Sai nữa rồi. Ta đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất cơ mà. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, những người cho rằng mình đạo đức, cho rằng mình thánh thiện, những người cho rằng mình có của để dâng cho Chúa, dâng nhà thờ, dâng nhà dòng, dâng cúng và mình hãnh diện với cái đó. Chúa không cần cái đó. Chúa cần tấm lòng của những con người tan nát khiêm cung tội lỗi. Còn dâng cho ta cái đó đi. Vì tất cả tội lỗi của ta Chúa đã gánh lấy. Chúa gánh lấy để trên thập giá. Tội lỗi ôm đau bệnh tật của ta Chúa đã gánh lấy, đã mang lấy rồi. Mà mình không chịu đưa cho Chúa, không dâng cho Chúa. Thì chính trong lúc bế tắc nhất này đây, lúc mà ta cảm thấy rằng là virus corona nó tấn công toàn bộ mọi lĩnh vực của thế giới, nhưng tâm lòng của tôi, lòng tín thác của tôi, không ai có thể làm gì được. Virus corona có làm gì tôi thì làm, nhưng lòng tín thác của tôi tuyệt đối vào Thiên Chúa thì không bao giờ nó có thể làm suy chuyển được. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Cho nên hỡi những người tội lỗi, hỡi những người mặc cảm mình tội lỗi, hỡi những người thấy rằng mình bất xứng, hãy mau chạy đến với lòng Chúa thương xót đi. Chúa đang đi tìm anh chị em đó, Chúa đi tìm các bạn đó, như câu chuyện mà tôi vừa mới kể với anh chị em và các bạn, người đại ca của đám xì ke ma túy đấy. Chúa đã kêu gọi những con người tội lỗi ấy, và bây giờ Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi, và Chúa mời gọi chúng ta trở thành những người đi kêu mời họ đến với lòng thương xót của Chúa. Vì dù tội lỗi của con có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Tội lỗi của con ta đạp dưới chân, lỗi của con ta đã ném xuống biển rồi. Đừng có lo lắng gì nữa, đừng có sợ ai gì nữa, và quay về với Chúa. Và máu nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, thánh hóa mình và bảo vệ che chở của mình, gìn giữ mình khỏi tội lỗi, chứ không phải bởi sự đạo đức thánh thiện gì của mình cả, mà hoàn toàn do quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Nhưng với điều kiện là mình phải đứng dậy mà đi theo Chúa. Đừng có ngồi ở chỗ đó nữa, cứ ngồi lì ở trong tội của anh, cứ nằm lì ở trên cái giường xì ke, cứ tắm đầu vào chỗ cờ bạc rượu chè rồi bảo là Chúa thương xót mình. Phải đứng dậy như là mắt theo, phải đứng dậy, rời cái chỗ cũ, rời cái chốn tội lỗi đó, rời cái đám bạn đó, rời cái môi trường đó để mà đến với lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cùng chuẩn bị tâm hồn rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Đoàn con dâng lời ca tụng, dâng câu kinh bằng Chúa in mân côi tự tin. Dưới áo mẹ, đoàn con hân hoan sống vui bằng câu kinh mùa vui, mùa sáng, mùa thương.